Xin chào cả nhà đang xem kênh chị Bảo Mật TV. Cả nhà ơi, hôm nay mình sẽ chuyển hướng lên sân thượng nhà mình để làm món bún chả Hà Nội nha. Thì bây giờ mình mời mọi người cùng vào bếp thực hiện với mình món bún chả Hà Nội nha. Nguyên liệu ở đây hôm nay chúng ta có thịt ba chỉ xay nè, nước dừa, giấm gạo, nước mắm, hành tím và dầu hào. Nguyên liệu ăn kèm ở đây mình có bún và rau sống nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành bước để ướp thịt nướng nè. Ở đây mình sẽ cho một muỗng canh dầu hào. Hành tím. Đường cát trắng. Cho vào 3 muỗng canh nhé, 2 muỗng nước mắm, 2 muỗng nước mắm. Rồi bây giờ mình sẽ trộn lên mình ướp thịt nha. Rồi bây giờ mình ướp thịt xong rồi á, mình để đây 15 phút sau mình quay lại, mình sẽ đi bắt chả mình nướng nha. Giờ mình sẽ bào mỏng cái phần sữa chua này ra nha. Khi mình đã bào xong đu đủ và cà rốt rồi á, thì bây giờ mình sẽ tiến hành ướp đồ chua nha. Mình cho vào đây 3 muỗng canh đường cá. Ba muỗng giấm ăn. Mình đừng có bỏ muối nha, mình chỉ bỏ đường và giấm ăn hoặc là nước cốt chanh là được. Như vậy thì lúc mà ra cái đồ chua của mình nó sẽ rất là nhọn, nó không có bị mềm đồ chua. Mình để như vậy tầm 15 phút đó, là nước nó sẽ ra nè, nó thấm vào trong đu đủ và cà rốt. Thịt sau khi mình ướp được 15 phút thì đã thấm rồi nè. Bây giờ mình mang lại mình đi nướng thôi nha.
giờ mình sẽ đi nấu nước mắm để ăn với bún chả nha. Vì mình đã nấu bằng nước dừa rồi á, thì bây giờ cái lượng đường mình sẽ giảm lại nha. Mình cho vào đây là 3 muỗng canh đường. Ở cái bước này thì mọi người nêm nếm cho hợp khẩu vị của gia đình mình nha. Rồi phần bún chả của mình đã hoàn thành rồi nè. Bây giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức với gia đình mình nha. Mọi người thấy không? Rất là hấp dẫn luôn nè. Mình mời cả nhà cùng thưởng thức với gia đình mình nha. Con mời cô chú ăn, mời các bạn ăn, mời cô chú. Rồi bây giờ mình thưởng thức xem món bún chả Hà Nội này ngon không nha. Mọi người nha. Ngon quá các bạn ơi, tôi đủ thì lại rất là giòn luôn. Cái phần thịt này nè, mình lấy dùng mua thịt ba chỉ mình xay á, cho nên là nó béo lắm mà nó mềm nữa. Còn nước dùng thì rất là vừa ăn, có vị ngọt thanh của nước dừa. Thank you.
nhà ơi, video bún chả Hà Nội của mình đến đây là tạm dừng rồi. Mọi người hãy ủng hộ mình bằng cách cho mình xin một like, share và đăng ký kênh để ủng hộ gia đình mình nha. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt cô chú, tạm biệt các bạn nha. Bye bye.